Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay theo như lời yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ thì mình ở nhà, mình không có đi ra ngoài, và hai bé nhà mình thì cũng ở nhà luôn. Cho nên là thức ăn vặt thì ở trong nhà hiện là không còn. Và mình sẽ chiên cái bánh rán này bằng cái bột bánh rán pha sẵn để cho hai bé nhà mình ăn. Thì cái gói này hình như là mình mua là 10.000 đó các bạn. À, bây giờ mình sẽ chiên cho bạn xem nha. Và mình sẽ sáng tạo thêm là mình sẽ làm cái nhân cho cái bánh rán này. Mà không biết nó ra thế nào. Xin mời các bạn cùng xem nha. Rồi, mình sẽ cắt cái miệng của cái bột ra. Đổ bột ra trong một cái tô nha các bạn. Đây, chúng ta đọc các bạn hướng dẫn sử dụng ha. Là cho 140 ml nước vào gói bánh rán này. Rồi dùng cái đánh trứng đánh lên. Sau đó làm nóng chảo và đặt chảo đã làm nóng lên khăn ẩm để làm nguội lại khoảng trong 10 giây. Khó quá ha. Rồi cho chảo lên bếp để lửa nhỏ. Rồi để khoảng 1 phút 30 giây hoặc là cho đến khi bong bóng nổi hết lên. Rồi nhẹ nhàng lật bánh. Rồi. Giờ mình sẽ cho nước vào các bạn. Đây, tôi cho nước vào. Chúng ta quậy lên ha. Chúng ta quậy xuống khi nào mà nó hết những cái hạt tóc trâu như thế này ha các bạn. Nhưng mà cảm thấy bột nó mịn rồi. Đây. Chúng ta để cho nó chín nhỏ lửa, mình đang thực hiện là 200 độ C đó các bạn. Đó, khi mà các bong bóng này nó nổ ra nè, nổ ra hết thì sẽ chín. Cảm ơn.
giờ chúng ta sẽ trở cái bánh lên đây để xem là nó sẽ như thế nào. Đây là cái chảo này dùng để mà chiên cái bánh này. Đó. Chúng ta tiếp tục để mặt sau để cho nó vàng thì vàng một chút xíu thì chúng ta lấy ra ha. Và bây giờ mình sẽ trở lên để xem mặt sau của nó như thế nào nha các bạn. Và chúng ta sẽ lấy ra cho mày đĩa ha. Đó, tuyệt vời chứ các bạn, tuyệt vời quá. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đổ thêm một cái nữa nha. Mình đang đổ là với cái nhiệt độ là 200 độ C các bạn. Mình phải kiên nhẫn chứ mình mà mở lửa lớn là nó sẽ bị khét ha. Chúng ta không cần đậy nắp lại các bạn ha. Đó. Để từ từ cái bong bóng này nó nổ nữa các bạn, bong bóng nó nổ từ từ lên. Chúng ta lại tiếp tục chờ đợi cho đến khi nào cái bong bóng nó nổ mà mình cảm thấy là nổ hết rồi và cái độ cháy ở dưới nó không có quá xa cháy ha các bạn ha, thì mình sẽ dỡ lên. Rồi, và bây giờ chúng ta cảm giác là xung quanh đã chín ha các bạn. Các bạn nhìn là cảm giác xung quanh này ha. Đó, chúng ta sẽ lật cái bánh lên ha. Ta lật ấp lại và chờ một chút để cho cái mặt hai của cái bánh này nó chín. Cái mặt hai thì cái thời gian nó sẽ nhanh hơn cái mặt một nha các bạn. Trong khi chờ cho cái mặt hai chín á, thì mình sẽ lấy cái bánh mà nãy mình chiên xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lật lên và mình sẽ cho xoài lên trên đây ha, để thành ra một cái bánh là nhân xoài. Kẹp đấy, nhưng xoài chợ nó nóng quá. Một chút nữa khi mà cái bánh kia xong mình sẽ ập lên để mình làm cái bánh rán kẹp với xoài, làm cho cái thay đổi hương vị một chút xíu để chúng ta ăn ha các bạn. Và bây giờ là cảm giác thời gian chắc không đủ rồi đó, bây giờ mình sẽ chở cái mặt hai của bánh này lên nha. Wow. Và bây giờ thì mình sẽ kẹp chung với lại cái bánh hồi nãy nè các bạn. Đó, ta đặt lên. Và bây giờ chúng ta đã có một cái bánh rán Doraemon kẹp xoài này ăn trong mùa dịch các bạn. Đây là cái bánh rán Doraemon kẹp xoài ăn trong mùa dịch này, rất là ngon phải không các bạn, và nhìn rất là đẹp luôn. Và Như Tiết xin được chào tất cả các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy video của mình hay, yêu thích video của mình thì các bạn hãy nhấn nút like và chia sẻ
và đăng ký kênh để được xem nhiều video của Như Thiết nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.